Ok, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Đây là một buổi tối và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện là chọn ngành nè, chọn khoa học trong trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại là các bạn cũng đã có được cái kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong năm 2020 rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái câu chuyện là chọn ngành. Thì thật ra là cái thời điểm mà mình thi vào trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là khi đó trường có những cái ngành sau đây. Thứ nhất là ngành luật học nè, thứ hai là ngành quản trị kinh doanh, thứ ba là ngành quản trị luật, thứ tư là ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý. Hình như chỉ có 4 ngành đó thôi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đã lên tới 5 ngành rồi và thêm một cái ngành mới, đó là ngành luật thương mại quốc tế. Thì thật ra là có rất là nhiều lý do để mà các bạn chọn vào trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thông thường những cái lý do mà phổ biến nhất á, thì mình thấy là các bạn muốn trở thành luật sư, muốn trở thành chuyên viên pháp lý, muốn trở thành kiểm sát viên, hoặc là thậm chí các bạn mong muốn là làm những cái công việc mà liên quan đến pháp luật một tí xíu. Thì trong cái ngành luật á, thì trong ngành luật học của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái khoa cơ bản sau. Khoa thứ nhất là khoa luật thương mại, khoa thứ hai là khoa luật quốc tế, khoa thứ ba là khoa luật dân sự, khoa thứ tư là khoa luật hình sự, khoa thứ năm là khoa luật hành chính. Thì nhiều bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là em nên chọn khoa gì trong trường. Thì thật ra có một cái lưu ý cho các bạn là các bạn chọn khoa nào cũng như nhau thôi. Tại vì trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nó đặc biệt so với những cái trường khác ở chỗ là cái việc phân khoa này nó chỉ mang tính chất quản lý thôi. Có nghĩa là các bạn học cái khoa nào đi chăng nữa thì cái lượng kiến thức của các bạn được đào tạo nó cũng gọi là tương đương giống khoảng 80 đến 90% gì đó các bạn. Thì các bạn chỉ khác ở một cái phần nhỏ là trong khoảng cự ly là khoảng 10% ở những cái môn cuối năm tư khi mà các bạn tự chọn thôi. Những cái môn tự chọn ví dụ như khoa luật và hình sự thì sẽ có những cái môn như là, ví dụ như trong khoa luật hình sự thì sẽ có những cái môn đặc thù, ví dụ như là giám định pháp y nè, hay là điều tra hình sự, ví dụ vậy. Về mặt bằng chung á, thì cho dù các bạn học khoa nào đi chăng nữa thì cái đầu ra của các bạn cũng sẽ giống nhau thôi. Các bạn cũng sẽ được cấp một cái văn bằng là văn bằng cử nhân luật và không phân khoa nha các bạn. Cử nhân luật không phân khoa nha, ghi rõ là cử nhân luật không phân khoa luôn. Thì thông thường là sau khi mà các bạn thi xong rồi thì các bạn sẽ được phân về các khoa theo đúng như cái nguyện vọng của mình đã đăng ký trước đó, hoặc là cái điểm của các bạn phù hợp. Thì các bạn thí sinh thường hay để ý đến cái khoa luật thương mại. Thì khi mà các bạn nộp vào khoa luật thương mại này, cái điểm đầu vào nó tương đối là khá cao nha các bạn. Bởi vì các bạn phải hiểu là lượng thí sinh nộp vào khoa nào nhiều thì khoa đó sẽ tăng lên. Thì khoa đó tăng lên thì số điểm cũng sẽ tăng lên theo các bạn. Cũng giống như quy luật cung cầu đó các bạn. Bạn có nhu cầu càng nhiều thì người ta cung ra thì cái giá thành nó sẽ càng ngày càng cao thôi. Cầu mà nhiều hơn cung á thì chắc chắn là cái giá thành nó sẽ lên. Và ngược lại trong cái thi cử cũng vậy, cái ngành nào mà nộp vào nhiều á thì điểm chuẩn của cái ngành đó cũng sẽ tăng cao luôn. Và điểm chuẩn của khoa đó cũng sẽ tăng lên. Thì các bạn sẽ lưu ý cái trường hợp này. Cái văn bằng mà các bạn sau khi tốt nghiệp thì nó cũng chỉ là văn bằng cử nhân luật thôi. Thì các bạn có thể cầm cái văn bằng đó bạn đi ứng tuyển vào cái vị trí nào cũng được. Quan trọng nhất là bạn có thật sự am hiểu về cái lĩnh vực đó hay không. Ví dụ như bạn muốn làm lĩnh vực về dân sự đi, bạn có thể học khoa hành chính hay là khoa hình sự cũng được. Nhưng mà trong quá trình học đó bạn tiếp thu vào những cái lượng kiến thức, những cái quy định của pháp luật về luật dân sự nè, rồi những cái vấn đề xung quanh ví dụ như luật lao động vân vân, luật hôn nhân và gia đình chẳng hạn đó, thì các bạn tiếp thu vào mình, sau đó các bạn hiểu vào, các bạn vận dụng được là ok, không cần phải có câu chuyện là các bạn học khoa này khoa kia đâu các bạn. Thì thật ra là cái ngày lúc mà mình chuẩn bị đăng ký vào trường á, thì mình có đọc rất là nhiều website, thông tin về trường, thông tin về ngành, thậm chí là mình tìm hiểu rất là nhiều nơi luôn các bạn. Và hầu như là mình không có gọi lên cái bộ phận tuyển sinh của trường để mà hỏi gì hết á. Tại vì mình đọc xong là mình hiểu được cái câu chuyện là mình nên làm gì. Thì mình thấy có một cái vấn đề vậy nè. Khi mà các bạn vào khoa luật thương mại á thì cái chuẩn đầu ra của các bạn sẽ rất là cao. Cái trình độ Anh văn của các bạn tôi ít á thì thường nó không dưới hơn 550 điểm đâu các bạn. Nó cao hơn. Nhưng mà các bạn chọn những cái khoa khác như là khoa luật hình sự, khoa luật hành chính á thì bây giờ cái mức điểm chuẩn đầu ra nó chỉ khoảng 500 điểm thôi. Đó, thì các bạn sẽ dễ đạt được hơn. Thì nếu như mà các bạn giỏi tiếng Anh sẵn rồi á thì các bạn cũng không lo ngại về cái câu chuyện này đâu. Còn nếu mà các bạn gọi là các bạn chưa giỏi tiếng Anh á thì các bạn nên chọn những cái khoa mà có cái đầu ra nó dễ hơn tí xíu. Tại vì dù sao thì các bạn cũng sẽ phải tốt nghiệp thôi. Tốt nghiệp trong khoảng thời gian đó, tấm bằng cũng là cái tên gọi đó, và xếp loại như thế nào là phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn nhiều hơn. Thì cái điều kiện chuẩn đầu ra nó sẽ có cái lợi cho các bạn và cũng sẽ có cái bất lợi cho các bạn. Cái lợi đầu tiên là với những bạn nào mong muốn mà gọi là mình muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình và muốn có một cái sức ép á, thì các bạn sẽ chọn những cái khoa mà có chuẩn đầu ra cao như là khoa luật thương mại nè, khoa luật quốc tế đi,
đó thì khoa luật dân sự thì cũng là cái chuẩn đầu ra nó cũng tương đối ổn. Với mình trình độ tiếng Anh có hạn thì mình nghĩ là mình nên sẽ chọn cái ngành là khoa luật hình sự hoặc là khoa luật hành chính, bởi vì hai cái ngành này nó chuẩn đầu ra nó đều tương đương nhau cả, thì các bạn cũng có thể dễ đạt được và hoàn thành đúng. Thì các bạn cũng sẽ rất là mặc cảm khi mà toàn bộ những cái bạn bè cùng trang lứa với mình trong cái khóa học đó đều tốt nghiệp hết, chỉ có duy nhất mình là ở lại thôi, bởi vì mình không có đạt chuẩn đầu ra, đúng không? Còn bàn về ngành quản trị luật của trường thì thật ra đây là cũng là một trong những cái ngành hot của trường nha các bạn. Thì ngành này đào tạo tới 5 năm lận. Các bạn sau khi tốt nghiệp ra trường các bạn sẽ có hai văn bằng thứ nhất là cử nhân luật, văn bằng thứ hai là cử nhân về quản trị kinh doanh đó. Nhưng mà các bạn phải trải qua thời gian đào tạo là 5 năm, các bạn sẽ sau 5 năm thì các bạn mới được tốt nghiệp, xét tốt nghiệp. Khi mà các bạn đáp ứng được những điều kiện và cái chuẩn đầu ra chuẩn TOEIC của nó cũng sẽ khác nhau nữa các bạn, nó sẽ cao hơn so với những cái ngành khác. Thì về các bạn chọn cái ngành nào nó phù hợp với mình, phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với khả năng tài chính và cái tư duy của các bạn thì nó phụ thuộc vào các bạn nhiều hơn. Thì mình có một cái lời khuyên dành cho những bạn nào mà đang thi tuyển vào trường, nếu mà các bạn nhắm là cái khả năng của mình nó có giới hạn á thì các bạn nên chọn những cái khoa mà chuẩn đầu ra nó thấp tí xíu để mà mình đảm bảo rằng sau này mình ra trường đúng được thời hạn hơn và mình sẽ không bị trễ 1 năm nha các bạn. Thật ra là có rất là nhiều bạn bè của Phúc á hiện tại đến giờ vẫn chưa lấy được cái văn bằng đâu các bạn, bởi vì nợ TOEIC. Nợ TOEIC cũng giống như là một cái nỗi sợ của sinh viên á, nhưng mà mình cảm thấy là TOEIC nó giống như là một cái chứng chỉ cũng khá là đơn giản. Vì các bạn đạt được con số 450, 500 điểm á, thì hoàn toàn có thể làm được các bạn. Thật ra thì mình đã từng có chia sẻ cho các bạn về cái câu chuyện là điểm chuẩn của trường sẽ như thế nào qua mỗi năm, thì có rất là nhiều bạn hỏi là điểm chuẩn năm nay có tăng hơn so với năm ngoái hay không, tăng bao nhiêu điểm. Thật ra thì không ai dự đoán chính xác được đâu các bạn, không ai dự đoán chính xác được là nó sẽ tăng bao nhiêu điểm đâu, và những cái dự đoán đó nó cũng chỉ mang tính chất chủ quan thôi, mặc dù là sẽ dựa theo những cái điểm này điểm kia đồ kiểu, nhưng mà nó không có cơ sở 100%. Tại vì các bạn biết sao không, cái điểm chuẩn đó, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái lượng thí sinh nộp vào cái ngành đó và những cái thí sinh đó đó có số điểm như thế nào nữa. Ví dụ như bây giờ cái ngành đó chỉ tiêu nó chỉ có 1.300 người đi, ví dụ như là lượng thí sinh nộp vào 5.000 người, ai cũng có điểm từ 21, 22 điểm trở lên thì chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng cao rồi các bạn, người ta lấy top mà lấy từ trên xuống dưới đến cái bạn mà khoảng 1.300 đó, thì điểm của các bạn mà nằm ở cái thứ 1.300 đó đó chính là điểm chuẩn luôn các bạn. Biết đâu bạn đó là 23, 24 điểm thì sao các bạn, mình không biết được. Rồi bên cạnh đó nữa là trong mỗi cái ngành đó nó sẽ có những cái khối thi khác nhau nữa, thì mỗi khối thi nó sẽ có một cái lượng thí sinh nhất định. Thì thật ra để biết được cái điểm chuẩn nó tăng như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái danh sách thống kê số lượng thí sinh và bảng điểm như thế nào, mà cái này thì thông thường là sẽ không công khai cho các bạn đâu, bởi vì các bạn biết mà, thi đại học á nó giống như một cái sàn chứng khoán thôi, các bạn nộp vào các bạn đủ năng lực thì các bạn thắng, còn các bạn không đủ năng lực thì các bạn thua, chứ không thể nào mà cho các bạn biết trước hết tất cả rồi các bạn nộp vào thì cái gọi là thi tuyển làm gì nữa, đúng không? Người ta thi tuyển là ta sẽ lựa chọn những bạn mà có điểm cao, những bạn nào mà gọi là có kiến thức tốt ổn vào trường. Thì thông qua video này mình có một cái chia sẻ cho các bạn, những cái bạn mà đang thi tuyển vào trường á thì các bạn cứ cố gắng hết mình đi, thi cử hết mình luôn, rồi tự tin vào khả năng của mình. Với những bạn nào mà gọi là cái điểm của mình thấp hơn so với điểm chuẩn của năm ngoái á thì các bạn nên nên xem xét lại, còn những bạn nào mà có điểm chuẩn mà nó cao khoảng hơn 1-2 điểm á thì các bạn có thể nộp vào, bởi vì các bạn cũng còn cơ hội. Và trong quá trình xem video á, mà các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì á, các bạn đừng ngần ngại cứ comment bên dưới đi, mình sẽ chọn lọc và mình sẽ trả lời các bạn bằng những cái video clip như thế này. Và các bạn cảm thấy những video clip này hay và giá trị thì đừng ngần ngại hãy nhấn cho mình một like, subscribe giúp kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn các bạn.